Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc Yanma 494 các bạn, dòng máy EF 494 ha. Chiếc này thì 49 ngựa ha bạn. Này thì người ta bán là không có cái bánh bơi, nó chỉ có là về hai cái dàn sớ, dàn sớ nước và một cái dàn sớ khô ha. Dàn sớ nước ấy là nó là dàn sớ tắc nhì đó các bạn, còn dàn sớ khô là dàn sớ Siboga ha. Thì cuối video có quay cái dàn sớ cho các bạn xem. Thì cái máy này thì tất cả là còn nguyên zin hả bạn, là chỉ có thay hai cái phút đùi thôi, là lý do là như thế nào đó thì mình không biết, còn bị chạy quấn gơm quấn gạ quấn dây chì gì đó thì mình không biết ha. Còn máy thì còn nguyên zin, chỉ có thay hai phút đùi thôi. Giá bán là 130 triệu hả bạn, địa chỉ là Thanh Bình, Đồng Tháp ha. Thì anh em và các bạn cần mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ hả bạn đó. Máy thì còn nguyên zin, cái đầu máy thì chưa có đụng địa gì hết trơn á, chạy số giờ thì phải khoảng là 2.000 mấy giờ gì đó ha. Anh em cần mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy, trực tiếp gặp nói chuyện với chủ máy ha, muốn thương lượng gì đó thương lượng. Rồi anh em và các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 ha. Cái máy này thì mình thấy là cái giá tiền này thì cũng rất là dễ xài, anh em cần mua thì liên lạc ha bạn đó. Chạy cuộn gom, chạy sớ, tất cả là chạy được hết ha. Và hình ảnh các bạn đang xem đây là cái động cơ của cái máy ha bạn. Thì chủ máy có quay gửi qua cho mình một cái đoạn clip, là cái đây là hình ảnh của chiếc máy ha đó. Còn cái đầu thì cũng là cái hình ảnh của chiếc máy, nhưng mà quay clip nó khác nhau, do đó nên người ta không có chuyên nghiệp, do đó người ta quay gỡ bán thì mình bán cho người ta thôi. Tất cả là còn hoạt động bình thường ha. Rồi anh em cần mua thì nhớ là liên lạc qua số điện thoại nằm ngay ở trên cái màn hình ha, để gặp ngay chủ ha bạn. Mình muốn thương lượng gì đó thương lượng. Địa chỉ là Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp ha. Đó. Rồi thì cái cuối clip thì có hai cái dàn sớ, một cái dàn sớ là Siboga và một cái dàn sớ là sớ tắc nhì, anh em thường gọi là dàn sớ nước đó các bạn. Đó, có hai bán hai một cái máy và hai cái dàn sớ, là giá bán là 130 triệu ha. Anh em muốn thương lượng, muốn nói chuyện trực tiếp thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề các bạn. Rồi anh em và các bạn cần bán đồ thì nhớ liên lạc qua kênh của mình là 0352 915 395, là số điện thoại của kênh YouTube mình ha. Còn số điện thoại mua chiếc máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Và đây là hai cái dàn sớ các bạn. Nó cái dàn sớ tác nhất nè, là dàn sớ này thường anh em thường gọi là dàn sớ Siboga đó bạn. Thì tất cả là còn hoạt động bình thường ha. Đó. Ở đây là dàn sớ tác nhì chứ. Dàn sớ tác nhì thì nói chung là trong cái video này có hai cái dàn sớ. Dàn sớ tác nhì thì nó dài hơn dàn sớ tác nhất các bạn. Đó. Đó. Dàn sớ tác nhì thì nó dài hơn dàn sớ tác nhất, còn dàn sớ tác nhất thì nó sẽ ngắn lại. Và găng nó, dàn sớ tắc nhất thì găng nó sẽ được sớ sâu hơn ha. Còn dàn sớ tắc nhì này thì dạng như là nó sớ đất cho mịn ra thôi, chứ nó sớ không sâu ha. Thì anh em xài dàn sớ thì nói chung nói qua là biết liền à, tại vì mình giới thiệu thì cái mình phải giới thiệu thôi các bạn đó. Rồi đây là cái dàn sớ ha đó. Rồi anh em xem trực tiếp ha, qua số điện thoại nằm ngay trên màn hình đó bạn. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình ha. Đó. Găng đồ này kia còn hoạt động ok lắm ha, găng chưa có mòn đánh đổi, đem về xài một hai vụ là bình thường hả bạn đó.